Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển để kiểm tra tiếng Việt 1 học kỳ 2 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong đề kiểm tra cuối kỳ số 6. Trước tiên, các em sẽ thực hiện phần 1 La Mã, đọc thành tiếng, 2 điểm. Với phần đọc thành tiếng này, các em sẽ đọc bài đọc Cái kẹo và con cánh cam. Trước tiên, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe nội dung của bài đọc này. Cái kẹo và con cánh cam. Hôm nay có tiết, Luyện nói. Cô giáo hỏi, khi đi học, em mang những gì? Trung thấy khó nói, bởi vì em đi học còn mang theo, hôm thì cái kẹo, hôm thì con cánh cam. Cô và các bạn đều không biết, nhưng Trung không muốn nói dối. Em kể ra các đồ dùng học tập rồi nói thêm. Em còn mang kẹo và con cánh cam nữa ạ. Bài đọc phỏng theo tác giả Phong Thu. Như vậy cô đã vừa đọc mẫu cho các em nghe nội dung bài đọc Cái kẹo và con cánh cam. Các em sẽ đọc thành tiếng bài đọc này dựa theo phần đọc mẫu của cô. Khi đọc, các em sẽ chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy và chú ý ngắt nghỉ đúng dấu câu. Tiếp theo, các em sẽ chuyển sang phần 2 La Mã, đọc hiểu, viết 8 điểm. A, đọc 3 điểm, một nhỏ, nối đúng 1 điểm. Với phần một nhỏ thì các em sẽ nối các vế phía bên tay trái của vở bài tập với các vế phía bên tay phải của vở bài tập sao cho tạo thành các câu có ý nghĩa hoàn chỉnh. Vậy thì với bài tập này, các em sẽ nối như sau. Chiều xuống. Các em sẽ nối với ông mặt trời đi ngủ. Chim hót, các em sẽ nối với ríu rít. Nước, các em sẽ nối với chảy lênh láng ngoài sân. Và cuối cùng mẹ, các em sẽ nối với chải tóc cho bé. Sau khi nối xong thì chúng ta sẽ được các câu văn hoàn chỉnh như sau. Chiều xuống, ông mặt trời đi ngủ. Chim hót ríu rít. Nước chảy lênh láng ngoài sân. Và mẹ chải tóc cho bé. Đây là những câu văn hoàn chỉnh sau khi các em đã nối đúng. Các em sẽ quan sát và nối vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo, các em sẽ thực hiện phần 2 nhỏ, đọc thầm 2 điểm. Với bài tập phần 2 nhỏ này, trước tiên các em sẽ đọc bài đọc công bằng. Sau đó, dựa vào nội dung bài đọc, các em sẽ thực hiện các câu hỏi phía bên dưới. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc này. Công bằng. Hoa nói với bố mẹ. Con yêu bố mẹ bằng đường từ đất lên trời. Bố cười. Còn bố yêu con bằng từ đất lên đến trời và bằng từ trời trở về đất. Hoa không chịu. Con yêu bố mẹ nhiều hơn. Mẹ lắc đầu. Chính mẹ mới là người yêu con và bố nhiều nhất. Hoa rối rít xua tay. Thế thì không công bằng. Vậy cả nhà mình ai cũng nhất bố mẹ nhé. Bài đọc theo tác giả Tú Nga. Như vậy cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc công bằng. Bây giờ dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ thực hiện các câu hỏi phía bên dưới như sau. Khoanh tròn vào chữ cái, đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. Ý A, Hoa nói với bố mẹ điều gì? Đáp án A, Hoa yêu bố mẹ rất nhiều. Đáp án B, Hoa chỉ yêu mẹ. Đáp án C, Hoa chỉ yêu bố. Và đáp án D, Hoa chẳng yêu ai cả. Với câu hỏi ý A, các em sẽ dựa vào các câu văn trong bài đọc như sau. Hoa nói với bố mẹ, con yêu bố mẹ bằng đường từ đất lên trời. Và câu, Hoa không chịu, con yêu bố mẹ nhiều hơn. Như vậy thì với câu hỏi ý A, Hoa nói với bố mẹ, đó là Hoa yêu bố mẹ rất nhiều. Các em sẽ khoanh tròn vào câu đáp án A trong câu hỏi ý A. Câu hỏi ý B, sau cuộc nói chuyện, Hoa quyết định như thế nào để công bằng cho mọi người?
Đáp án A, cả nhà mình ai cũng nhất. Đáp án B, mẹ của Hoa là nhất. Đáp án C, Hoa là nhất. Và đáp án D, bố của Hoa là nhất. Với câu hỏi ý B, các em sẽ dựa vào câu văn đó là Hoa rối rít xua tay. Thế thì không công bằng, vậy cả nhà mình ai cũng nhất bố mẹ nhé. Như vậy ở câu hỏi ý B, sau cuộc nói chuyện, Hoa quyết định để công bằng cho mọi người thì cả nhà mình ai cũng nhất. Các em sẽ khoanh tròn đáp án A trong câu hỏi của ý B. Câu hỏi ý C. Qua câu chuyện trên, điều em cảm nhận được về tình cảm của gia đình Hoa là... Với câu hỏi C thì các em sẽ thấy rằng qua câu chuyện, gia đình Hoa là một gia đình rất hạnh phúc và yêu thương nhau. Vậy các em sẽ viết đáp án này vào câu hỏi của ý C. Tiếp theo các em sẽ chuyển sang bài tập phần B, viết 5 điểm. Một nhỏ điền vào chỗ trống 2 điểm. Với bài tập phần một nhỏ này, các em sẽ thực hiện hai ý, ý A và ý B. Với ý A, các em sẽ chọn điền chữ L hoặc N vào chỗ trống. Còn với ý B, các em sẽ chọn điền chữ G, chữ V hoặc chữ G vào chỗ trống. Ý A, các em sẽ thấy ô trống. Thứ nhất, có tiếng thơm ở phía đằng trước. Và đằng sau ô trống thì có vần ưng, dấu huyền. Trong trường hợp này chúng ta sẽ điền chữ L để được tiếng lừng. Với ô trống thứ hai, các em sẽ thấy đằng trước ô trống thì có từ cánh đồng. Đằng sau ô trống có vần ua và dấu sắc. Trong trường hợp này các em sẽ điền chữ L để được tiếng lúa. Sau khi điền xong thì chúng ta sẽ có đoạn văn hoàn chỉnh như sau. Hương bưởi thơm lừng cả khoanh vườn nhà ông. Phía bên kia sông là cánh đồng lúa bát ngát. Tiếp theo, với ý B thì các em thấy ô trống thứ nhất có vần ương. Đằng trước thì có từ dế mèn. Trong trường hợp này các em sẽ điền chữ G để được tiếng dương. Ô trống thứ hai, các em thấy đằng trước ô trống có tiếng cái, đằng sau có vần uốt và dấu sắc. Trong trường hợp này các em sẽ điền chữ V để được tiếng vuốt. Sau khi điền xong thì các em sẽ có câu hoàn chỉnh như sau. Dế mèn giương những cái vuốt cứng và nhọn hoắt để ra oai. Tiếp theo, các em sẽ thực hiện bài tập phần 2 nhỏ, tập chép 2 điểm. Với bài tập này, các em sẽ đọc bài đọc Hoa mai vàng. Sau đó, các em sẽ viết xuống phía dưới phần ô trống của vở bài tập. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc. Hoa mai vàng. Nhà bác Khải thật lắm hoa, có vài trăm thứ rải rác khắp cả khu đất. Bạn Mai thích hoa đại, hoa nhài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng. Như vậy cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của đoạn trích Hoa mai vàng. Các em sẽ viết đoạn văn này xuống phần phía dưới ô trống của vở bài tập. Khi viết, các em sẽ chú ý viết thật nắn nót, cẩn thận, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé. Tiếp theo, các em sẽ thực hiện bài tập số 3. Viết 1 đến 2 câu về điều mà em muốn nói với bố mẹ của mình. Một điểm. Với câu hỏi số 3 này thì các em sẽ nghĩ xem những điều gì mình mong muốn nói với bố mẹ của mình. Chẳng hạn như các em mong muốn là bố mẹ của mình luôn mạnh khỏe, hay bố mẹ luôn vui vẻ, hoặc bố mẹ sẽ dẫn các em đi chơi. Vậy thì cô sẽ có các câu văn mẫu cho các em tham khảo như sau. Con muốn nói với bố mẹ là con yêu bố mẹ rất nhiều. Con mong bố mẹ luôn vui vẻ, mạnh khỏe, cả gia đình mình luôn hạnh phúc.
Đây là hai câu văn mẫu của cô nói về điều mà bạn nhỏ muốn nói với bố mẹ của mình. Kem sẽ quan sát những gợi ý của cô, sau đó thì sẽ viết vào trong vở bài tập những điều em muốn nói với bố mẹ. Kem sẽ chú ý khi viết, kem sẽ viết thật cẩn thận, nắn nót, sạch đẹp và đúng chính tả kem nhé. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong đề kiểm tra cuối kỳ số 6. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn đề kiểm tra tiếng Việt 1 học kỳ 2 của cuốn sách Cánh Diều. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.